Các bạn thân mến, do mưa lớn kết hợp thủy điện Cửa Đạt xả lũ khiến nước sông Chu lên cao, làm hàng ngàn hộ dân khu vực dọc sông Chu thuộc huyện Thọ Xuân bị ảnh hưởng. Ngày 26 tháng 9 năm 2024, chúng tôi đã có buổi cập nhật ghi hình về tốc độ nước rút từ đập Cửa Đạt dọc theo sông Chu qua đập Bái Thượng đến thị trấn Thọ Xuân. Các bạn xem video để nắm được tình hình nước rút trên khu vực này đến thời điểm hiện tại các bạn nha. Chúng ta đang đi trên cầu Cửa Đạt, bên phải chúng ta là đập hồ chứa nước Cửa Đạt. Do lưu lượng nước về hồ lớn, chỉ từ sáng đến 15 giờ chiều ngày 22 tháng 9, mực nước hồ Cửa Đạt đã dâng lên 1,2 mét. Lượng nước từ Lào đổ về hồ Hồ Na khoảng 2.700 mét khối trên giây, nước về hồ bao nhiêu xả bấy nhiêu, đến 17 giờ chiều cùng ngày. Cả 5 cửa xả của hồ chứa nước Cửa Đạt đã được mở và xả với lưu lượng 2.200 đến 3.000 mét khối trên giây. Việc xả lũ của thủy điện Cửa Đạt đã làm ảnh hưởng lớn tới các khu vực hạ du, nhất là tại các nơi thấp trũng. Chính quyền các địa phương đã phải huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản lên khu vực cao. Hình ảnh các bạn đang xem trên màn hình là cầu treo Bản Mạ. Cách đây mấy ngày, mưa lớn đã làm mực nước sông suối dâng cao, gây ngập sâu ở nhiều tuyến đường. Đặc biệt cầu treo dẫn vào Bản Mạ, thị trấn Thường Xuân bị ngập, khiến 50 hộ dân với 200 nhân khẩu của bản này bị cô lập. Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thường Xuân cho biết, người dân Bản Mạ hiện vẫn an toàn, tự chủ được việc sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, giao thông qua cầu bị chia cắt. Phía trước chúng ta là cầu Bái Thượng. Cây cầu này nối liền hai huyện Thọ Xuân và Thường Xuân. Bên trái là đập Bái Thượng, được người Pháp khởi công từ năm 1918 và là hệ thống thủy nông đầu tiên được xây dựng ở Trung Kỳ. Công trình gồm đập Bái Thượng dài 160 m, cao 20 m bằng bê tông và một hệ thống kênh đào dài tổng cộng 110 km, tưới tiêu cho khoảng 50.000 ha thuộc lưu vực sông Chu thời Pháp thuộc. Năm 1998, do hiện trạng xuống cấp của công trình, phần hạng mục chính đã được tiến hành tu sửa và hiện nay đập do công ty thủy nông sông Chu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành. Chúng ta đang đi trên cầu Mục Sơn. Cầu Mục Sơn bắc qua sông Chu, nối liền thị trấn Lam Sơn với xã Xuân Lam cũ, nay đã sáp nhập vào thị trấn Lam Sơn. Mực nước ở khu vực này cũng đã tụt so với mấy ngày hôm trước khoảng 1,5 mét. Tức là nước là mới rút từ tối qua đến giờ đó bác nhỉ? Rút nhanh đấy, hôm trước nó lên đây là lên là... À mới từ sáng giờ. Thế là nhanh, phải tầm mét, mét rưỡi đấy. Nên chỗ này ngập. Còn lụt đấy, con cá mè này phải đến 3 cân bác nhỉ, 3-4 cân đó. Đây là khu vực cầu phao xã Thọ Hải, bên kia sông là xã Thọ Minh cũ, nay sáp nhập với xã Xuân Châu và đổi tên thành xã Thuận Minh. Xã Thọ Hải nằm ở phía tây nam huyện Thọ Xuân, cách trung tâm huyện 5 km, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 40 km về phía tây bắc, với tổng diện tích tự nhiên 708,73 ha, trong đó đất nông nghiệp là 447,33 ha. Xã Thọ Hải nằm bên bờ sông Chu. Phía đông giáp xã Xuân Hòa, phía tây giáp xã Thọ Diên, phía nam giáp xã Xuân Hưng và xã Xuân Giang, phía bắc giáp xã Thuận Minh và xã Thọ Lập. Vị trí địa lý của xã thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, tạo điều kiện cho xã tiếp cận nhanh với thị trường vùng lân cận, thúc đẩy quá trình giao lưu hàng hóa, thích ứng với nền kinh tế thị trường. Hệ thống giao thông thủy lợi rất thuận tiện, Thọ Hải có đường quốc lộ 47C chạy qua, đường liên xã, liên thôn tạo thành mạng lưới giao thông thuận tiện, là xã đồng bằng trung du địa hình tương đối bằng phẳng. Ngành nghề chính của địa phương là sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và kinh doanh buôn bán.
bên kia sông là xã Thọ Lập. Do nước sông lên cao nên đất lở khá nhiều. Đây là khu vực xã Xuân Hòa. Bên sông là xã Xuân Tín. Xã Xuân Hòa cách trung tâm huyện Thọ Xuân hơn 2 km về phía Tây Bắc. Phía Đông giáp xã Xuân Trường. Phía Tây giáp xã Thọ Hải. Phía Nam giáp xã Xuân Trường và Xuân Giang. Phía Bắc giáp xã Xuân Tín. Là vùng đất cổ nằm trong các địa danh đã được ghi trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam. Có dòng sông Chu và đường giao thông lớn chạy qua nên xã Xuân Hòa có nhiều điều kiện giao lưu xuôi ngược và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Xuân Hòa hiện tại có 1.898 hộ với 6.638 nhân khẩu hiện đang sinh sống tại quê hương. Ngoài ra còn có hàng ngàn công dân đang học tập, công tác, sinh sống trên khắp mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài. Nhưng dù ở quê hương hay xa quê, người Xuân Hòa luôn giữ gìn kỷ niệm và truyền thống về nơi chôn nhau cát rốn để truyền lại cho muôn đời con cháu mai sau. Các bạn thân mến, chương trình hôm nay sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy like, share, comment để chúng tôi có thêm động lực làm video. Hãy đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.